Vâng, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Chúng ta sẽ khám phá không gian một cái ngôi nhà vườn. Và hôm nay là ngày mùng 1 Tết để chúng ta sẽ cùng các bạn, cùng tôi để vào khám phá không gian của ngôi nhà vườn. Có nhiều hoa hồng đấy nha các bạn nhé. Đây là khuôn viên cổng này. Đó, các bạn nhìn khuôn viên cổng và quang cảnh xung quanh. Sau đó thì chúng ta sẽ vào bên trong nhà để khám phá cái không gian, vị trí các cái phòng bên trong nhé. Rồi, mời các bạn cùng tôi. Phần cổng làm theo phong cách hiện đại. Đó, các bạn nhìn phần cổng một lượt này. Được chưa? Các bạn nhìn này. Rồi, mời các bạn cùng tôi vào bên trong nhé. Đó, rất nhiều hoa hồng các bạn nhìn này. Rất nhiều hoa hồng. Hôm nay là ngày Tết. Nhiều hoa hồng đẹp. Rồi, mời các bạn chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh không gian này. Đứng ở vị trí này thì các bạn sẽ nhìn được hết không gian của ngôi nhà này. Đấy, ngôi nhà xây dựng theo phong cách hiện đại các bạn nhé. Hoàn toàn hiện đại luôn. Gồm có không gian là 3 phòng ngủ, phòng khách kết hợp phòng bếp, một phòng thờ riêng và khu vực nhà vệ sinh, nhà bếp. Xây dựng theo phong cách hiện đại các bạn nhé. Hoàn toàn hiện đại luôn. Đây là phần mặt tiền phía trước của công trình. Rồi, chủ nhà đang đợi khách rồi. Rồi, các bạn sẽ vào tôi để chúc Tết chứ. Sau đó tí sẽ xem quan phía ngoài sau. Rồi, năm mới chúc đại gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phát tài phát lộc nhá. Chúc hiệu trưởng trường cao đẳng công nghiệp xây dựng là dẫn dắt. Ngại quá, hiệu trưởng vắng mặt rồi đúng không? Đấy, đại diện gia đình. Nhà bác Thắng uống rồi, bây giờ còn nhà bác. Rồi, chúc sức khỏe nhá. Gia đình bác chúc sức khỏe. Rồi, đây hả đấy. Chưa quá đẹp. Rượu vang rất ngon các bạn. Đây, không gian ngày Tết thì tất cả các nhà đều có bánh kẹo ngon các bạn nhé. Rồi, trang trí cây mai, mai yên tử các bạn. Giống vậy, đó là cái gì nghĩ đấy. Phong nhà là nhà xây dựng theo phong cách hiện đại. Tất cả cái khuôn viên. Vào cùng người nào. Đây là giám đốc Sơn, giám đốc vùng ấy. Không gian nhà toàn xếp không? Đây, giới thiệu các bạn kia là chuyên gia hàng đầu về ở dưới Hạ Long, là giám sát cái công trình rất lớn của nhà nước. Của nước ngoài. Đấy, thì của nước ngoài. Sun Group, Vin Group. Nói là nước ngoài, nhà nước là chuẩn. Rồi, các bạn nhìn đây là không gian phòng khách này. Phòng khách không gian mở luôn. Thì phía bên kia là khu vực bếp. Nấu nướng xong thì sẽ ra khu vực bàn ăn có cây hoa, bông hoa kia các bạn nhé. Ăn uống xong thì chúng ta sẽ ra cái khuôn viên này để ngồi uống nước luôn này. Đấy. Thì các bạn sẽ tham quan cái không gian nhà nhé. Đây là khu vực phòng thờ của gia đình, phòng thờ này. Đó. Và kia là có một cái cửa kia là cửa thoát hiểm nhé, có hai cửa. Chúng ta sẽ khám phá không gian, từng không gian một. Phòng thờ cũng để thoáng luôn, các bạn nhìn nhé. Đó, phòng thờ của gia đình. Đây, từ vị trí phòng thờ này thì các bạn có thể nhìn ra khu vực phòng khách và khu vực bếp rộng rãi. Và phía đằng này thì là khu vực nhà vệ sinh các bạn nhé. Để hoa lan để Tết này. Chúng ta sẽ khám phá cái không gian của phòng bếp của gia đình. Để xây dựng theo phong cách hiện đại. Đấy, từ khu phòng khép bếp ăn chúng ta sẽ ra khu phòng khách. Và đến dọc cái hành lang kia là có hai phòng ngủ, một phòng ngủ, ba phòng ngủ các bạn nhé. Đây không gian bếp mang tính chất hiện đại luôn các bạn này. Bàn bếp. Và các bạn nhìn thấy không gian phía trên, chúng ta sẽ để các cái phần trang trí kệ để rửa bát. Phía dưới thì chúng ta sẽ là khu vực nấu
Và đây cái cửa, cái cửa phía này thì để các bạn có thể làm thịt gà cá ở phía ngoài này. Sau đó chúng ta sẽ đi vào trong nấu nướng sau. Và không gian bếp thì có cái ô cửa để lấy ánh sáng. Ban ngày lúc nào ánh sáng không cần bật điện, các bạn nhìn đây, cái ô cửa này, không gian lấy ánh sáng. Để khi nấu từ cái khu vực nấu này các bạn nhé, từ khu vực nấu này, bây giờ nấu xong thì các bạn chuyển sang khu vực đặt sang bên này luôn. Đó. Xong là chuyển đến bàn ăn. Về mặt công năng thì nó sẽ liên tiếp bếp nấu ăn này, đặt thức ăn ra đây, sau đó đến bàn ăn luôn các bạn nhé. Ăn xong thì các bạn ra ngoài này uống nước và đi hành lang kia vào chỗ ngủ, thẳng chỗ cái lan kia là khu vực phòng thờ các bạn nhé. Cái cánh nó rất là cánh đơn nhưng mà rất to. Mai Việt Nam cánh khác. Mai Việt Nam lá nó đổ ngọt mà nó không, cái đặc biệt của mai Việt Nam nó không hoa của chùm kia. Cái này chơi xong nó lại trồng lên rồi. Kìa, cây nó ngoái kìa. Bên Đông Bắc có nhưng mà không. Rồi các bạn có thể ngắm cây mai yến tử nhá. Đặc biệt là cây mai yến tử. Đấy, mời các bạn chúng ta sẽ đến để chúng ta chiêm ngưỡng cây mai yến tử. À, trong ngày Tết thì ở trong Nam thì chơi mai, ngoài Bắc thì có mai yến tử và trúc như này treo ở trên cành mai, cành đào, hoa rất đẹp các bạn nhìn. Rồi tôi zoom gần cho các bạn quan sát nhá. Đó, đây không gian cây mai rất đẹp các bạn nhé. Cho cả mông. Để các bạn nhìn khu vực phòng khách này là một phòng bếp rất rộng rãi và thoáng mát. Tôi vào không gian là cực kỳ mát luôn các bạn. Đây, bàn ăn này, các bạn. Chúng ta sẽ view hết một lượt cho các bạn nhìn. Sau tôi ra phía ngoài để các bạn ngắm nhiều cái không gian nữa. Ở dọc cái hành lang này có hai phòng ngủ, đây là phòng ngủ số 1 và cuối kia là phòng ngủ số 2. Và phía bên này là phòng ngủ số 3. Khu vực hành lang rộng 1,5 m các bạn nhé. Để cho các bạn chúng ta có thể quan sát đi lại rất rộng rãi. Đây phòng ngủ phía này. Mình đi về nhà, mình trong nhà mình vừa về nhà trời. Rồi các bạn đi ra phía ngoài nhé. Ngoài này thì có rất nhiều hoa hồng, nhà có cây hoa hồng đẹp. Khi đó rồi cứ tí lần lượt sẽ đến. Rồi đấy, đây không gian là các bạn nhìn rất nhiều hoa đào, hoa mai. Và vừa rồi thì các bạn đã nhìn cây mai yến tử trong nhà. Phía ngoài thì rất nhiều hoa hồng luôn các bạn nhé. Phía bên ngoài tí nữa tôi sẽ zoom gần cho các bạn quan sát. Đây cái phần khuôn viên phía cổng ấy. Chúng ta vừa lúc đầu video đi vào các bạn nhìn đây. Đi cổng và nhà cũng rất nhiều cây cảnh. Và cây ở phía ngoài có cây đào hôm nay ra hoa. Rất nhiều hoa luôn cho các bạn nhé. Ở đây thì tôi sẽ zoom gần cho các bạn nhìn cái hoa đào này. Đó. Đó, rất nhiều hoa luôn. Cái khu vực cúng 30 Tết vẫn còn để các bạn quan sát. Dọc cái hành lang này thì gia đình nhà trồng hoa hồng. Rất nhiều hoa hồng đẹp, để các bạn có thể zoom gần. Hoa hồng rất đẹp luôn. Đây là hoa hồng bạch các bạn nhé. Đây phía đằng sau cái cửa mở ra cái khu vực nhà vệ sinh các bạn nhé. Làm đấy đi thẳng vào khu vực nhà vệ sinh. Rồi cái vị trí này các bạn nhìn ra khu vực cổng.
Ở đây cũng phục vụ tiểu cảnh các bạn này. Đây cũng hoa hồng nữa các bạn này, rất nhiều hoa luôn. Ở vị trí này thì các bạn sẽ nhìn được toàn cảnh không gian nhà một lần nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn đầu xuân năm mới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân để nhận nhiều cái mẫu nhà đẹp. Vâng, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.